tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn là để dùng thay lưỡi. Khi mà bạn cần mà thay cái lưỡi cắt này, máy thì lắp mặc định của máy là lắp 5 lưỡi. Khi bạn cần bạn có thể lắp lên 6 hoặc 7 lưỡi. Tối đa là 6 hoặc 7 lưỡi. Thì chiều sâu của máy có thể cắt được 4 cm và chiều rộng cũng khoảng 4 cm và 3.5 cm tùy theo. Thông thường là bạn có thể lắp 5 lưỡi hoặc 6 lưỡi nhưng mà mọi người thông thường có thể lắp 5 lưỡi. Để mà thay lưỡi thì các bạn bạn nối ốc này ra và không được tạo hạt cắt sang bên. Bạn lại chút cho nó rơi. Máy thì đi kèm theo một lục giác và một cái cà lê này. Thì bạn sẽ đưa cái cà lê vào trong này, nó sẽ có một cái rãnh để bạn giữ. Đấy, bạn giữ ở đây. Và lục giác bạn tháo này, được chụp như đồng hồ, nối ốc bình thường. Khi mà tháo ra thì bạn lấy ốc ra, bạn nhấc một cái vành. Trên cái căn này thì có rãnh, bạn chú ý là có một cái rãnh khuyết đây. Thì bạn những cái rãnh ở trong này bạn lắp vào để cho nó khi mà lắp chặt thì cái này nó áp vào lưỡi này, nó tránh trượt nữa. Lưỡi máy thì có thể sử dụng lưỡi 121 hoặc lưỡi 150. Thì trên mặt trên máy là lưỡi 150. Kèm theo hai cái rãnh này, khi bạn muốn cắt chỉ 3 lưỡi hoặc 2 lưỡi thì bạn có thể bỏ bớt này ra, hoặc là bạn muốn cắt ở lòng thì bạn đốt những cái này ở giữa và đốt này những cái ở giữa lưỡi, khi bạn đốt những cái này ở giữa, còn những cái này ở giữa thì căn ở giữa thì 2 lưỡi ở hai bên cắt thành một đường cho nhẹ máy, sau đó bạn đục đi tùy theo vật liệu bạn phải cắt. Trên này có vòng đọc ký và bắt lên chính xác được quyết này. Không được vặn lòng quá, bạn phải vặn lưỡi chưa đối chọc. Nếu bạn vặn thì lưỡi sẽ trượt và sẽ làm bóng của lưỡi vào thảo của chụp này. Đi xong rồi bạn vặn này. Trên máy thì khi mà nhà sản xuất gửi theo thì đây trang bị thêm hai chuyển than dự phòng. Bạn phải thay đi chuyển than dự phòng. Khi bạn cần thay thì tôi sẽ hướng dẫn bạn. Bạn sẽ vặn cái đống này ra, bạn dùng một vít bạn cậy ở đây, bạn điểm cậy đây, cậy lên, cậy lên. Chú ý là khi bạn thay bạn chỉnh phải hai bên đều có cả, hai bên đúng nhau. Điểm cậy thì trên máy thì có một dây dẫn vào đây, bạn tháo dây ra, hết cái lò xo đi, không lò xo máy làm nên thằng này, lò xo bạn hết lò xo này ra. Không để lỏng thì chập tròn thì máy nó công suất rất là lớn, mặc dù cả động mềm nhưng khi công suất rất là lớn thì nó sẽ lỏng và có thể là nóng là cháy cả máy người ta. Bạn chú ý là đây là có một cái bộ mà đi kèm theo đầu này, có thể bạn đặt cái bộ phận lớn của người ta để chỉnh sửa lông độ sâu máy. Lông sâu thế khi mà cắt được cố định thì được khóa, nó chiều sâu nhất là đấy, khóa lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video.